và đây là lần thứ hai Gil được tham gia Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Chào ba. Chào ba. Sao con run dữ vậy? Tay lạnh quá gì? Dạ con đi xe máy ngoài gió lớn quá nên con hơi lạnh. Thời này mà có xe máy à? Dạ con, cái con ngựa con đặt tên là xe máy. Dạ, nó kéo cái kiệu của con. Ủa mà con lạnh gái hả? Con lạnh gái hả? What? Nhưng mày muốn mày là con gì? Dạ 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 con nhớ con là con gái. Con lâu quá con không nhớ con là con gái luôn hả? Dạo này ta thấy con đi đứng ăn nói giống con trai. Ta không chịu. Nên bây giờ ta muốn thấy được con yểu điệu thục nữ như ngày đầu thì... Múa cho ta một bài điệu nhất có thể cho ta. Hòa tấu cho ta cái bài mà em ơi em ở lại. Đừng để trái tim em mới ở lại. Cái đó là bước đi của đàn ông. Đúng rồi. Bánh bèo vô. Bánh bèo vô. Bánh bèo là ví dụ. Anh Trấn Thành là một người nghệ sĩ, một đàn anh trong nghề mà kêu rất là kính trọng và rất là nể, bởi vì anh rất là giỏi. Mình sợ là mình sẽ không đón bắt được những cái mảnh miếng mà anh đưa cho mình để làm cho mọi thứ nó trọn vẹn nhất. Công tử. Chào. Nghe nói công tử đang thiếu tiền của nhà thiếp đúng không ạ? Không biết là công tử thiếu bao nhiêu ha? Nghe đâu 10 lượng. Anh có định trả không anh? Không, đừng có làm gì ta. Đấy đâu. Mày em bên rồi. Hình bóng da trong con đi. Con phải nữ tính, đòi nợ một cách nữ tính cho ta. Đòi mà làm sao? Nó tình nguyện trả tiền. Nó khao khát được trả tiền.